Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh xoay trong phần mềm Formit. Mình đã tạo sẵn hai đối tượng ở đây. Đầu tiên để xoay một cái mặt phẳng, chúng ta có thể kích chuột chọn toàn bộ đối tượng như thế này. Sau đấy các bạn kích chuột phải và chọn cho mình lệnh Rotate, tức là phím Q. Sau đấy các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái hình tròn và các bạn có thể di chuột và chọn cái phương chiều xoay mà các bạn mong muốn. Đấy, các bạn có thể thấy như thế này chẳng hạn. Và tùy cái phương chiều xoay mà các bạn có thể kích chuột và chọn nó. Ví dụ đây mình sẽ chọn cái phương như thế này, màu xanh này. Đấy, mình kích chuột vào đây. Sau đấy các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái tùy chọn. Ví dụ đây mình sẽ kích chuột vào cái đường tròn này và mình có thể di chuyển nó để thay đổi cái phương chiều xoay. Các bạn có thể di chuyển rất là tự do để sao cho bắt điểm và kết hợp làm sao có thể xoay theo ý muốn. Giả sử đây mình sẽ cho nó về hướng này như này chẳng hạn. Tiếp theo là mốc xoay thì các bạn có thể kích vào đây và thay đổi vị trí mốc xoay của chúng ta. Ví dụ mình sẽ xoay từ đây. Sau khi thay đổi xong, các bạn có thể kích chuột vào hai cái mũi tên này để tiến hành xoay đối tượng. Các bạn sẽ thấy trên màn hình. Hoặc các bạn có thể kích chuột vào đây và chọn cái góc độ xoay. Ví dụ đây mình chọn 45 độ, mình Enter. Mình thoát lệnh. Vậy chúng ta đã xoay được đối tượng như này. Tiếp theo đối với khối 3D này chúng ta cũng thực hiện tương tự. Các bạn chọn đối tượng, sau đấy kích chuột phải và các bạn chọn Rotate. Tương tự các bạn cũng có thể chọn mặt phẳng xoay và tâm xoay như thế này. Đấy, và các bạn có thể tự chọn rất là thoải mái. Ví dụ đây mình sẽ chọn theo cái mặt phẳng này chẳng hạn. Đấy. Và tương tự chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái phương chiều xoay làm sao cho các bạn thấy thoải mái nhất và đúng ý đồ của bạn nhất như thế này. Và các bạn tương tự có thể là thay đổi cái mốc để xoay như thế này. Và bây giờ chúng ta có thể tiến hành xoay như thế này. Đấy. Chúng ta có thể điền thông số, ví đây là 235 chẳng hạn. Ok. Các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được một đối tượng xoay như thế này. Việc xoay trở đối tượng sẽ giúp các bạn tạo ra được những cái ý đồ thiết kế mang tính độc đáo cao. Và sau này khi sử dụng các công cụ xoay, các bạn có thể tạo ra những hình khối khác biệt. Như đây, ở đây chúng ta có thể kích vào mặt phẳng này và mình sẽ chọn lệnh xoay. Và các bạn thử xem xét, như đây mình sẽ xoay nó như thế này ạ. Đây mình sẽ làm lại. Đấy, mình có thể kích vào đây và mình sẽ xoay nó. Và các bạn thử thấy khi chúng ta xoay cái mặt phẳng này thì đối tượng của chúng ta nó cũng sẽ biến đổi. Đấy. Và việc sử dụng lệnh xoay linh hoạt sẽ giúp các bạn rất là linh hoạt trong việc thiết kế và sáng tạo ra những cái concept. Mà đây là những hướng dẫn cơ bản trong lệnh xoay mà mình hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.